Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác với công cụ pen trong Illustrator. Đây là công cụ pen trong hộp toolbox, phím tắt là P. Khi click vào công cụ này, các bạn sẽ thấy có các công cụ ẩn nằm bên trong nó. Đó là pen dùng để vẽ, và thứ hai là pen dùng để thêm điểm, thứ ba là pen để trừ điểm. Thứ tư đó là công cụ pen dùng để chuyển đổi đặc tính của điểm neo và đường tiếp tuyến. Chúng ta có thể lấy nhóm công cụ pen này ra bằng cách click vào mũi tên tam giác nhỏ phía bên phải của nhóm công cụ đấy. Trước hết phải khẳng định lại rằng pen là một công cụ dùng để vẽ và tạo hình trong Illustrator. Công cụ này giúp chúng ta tạo ra rất nhiều hình vẽ phong phú, từ đơn giản cho đến phức tạp, đặc biệt là các hình vẽ minh họa. Nó chính là công cụ hết sức quan trọng. Pen giúp chúng ta tạo ra các đường path, bao gồm các thành phần chính. Thứ nhất, đó chính là điểm neo. Đây chính là những điểm neo. Thứ hai, đó chính là những đường path, chính là đường thẳng hoặc là đường cong đấy ạ. Và thứ ba, đó chính là những thanh điều hướng, hay còn gọi là tiếp tuyến. Đây chính là những thanh điều hướng. Công cụ pen của chúng ta bao gồm các công cụ chuyển đổi như sau. Thứ nhất, đó là công cụ pen khi đang vẽ. Thứ hai là pen khi bắt đầu vẽ một điểm, một đối tượng mới. Thứ ba là pen khi thêm điểm vào đường path. Thứ tư là pen khi trừ hoặc bớt điểm trên đường path. Thứ năm là pen khi đến điểm kết thúc khép kín của đường path sẽ xuất hiện một cái dấu tròn giống như chữ O. Thứ sáu đó là công cụ pen có sổ chéo, đó là pen khi kết nối tiếp tục với một đường path đang dang dở trước đó. Và thứ bảy, công cụ pen có hình chữ V ngược, đó là pen khi chuyển đổi đặc tính của điểm neo và đường tiếp tuyến. Chúng ta sẽ thực hành một số các thao tác cơ bản với công cụ pen. Thứ nhất, để tạo ra các đường line thẳng thì chúng ta có thể tạo ra bằng cách click chuột trái và chỉ việc click đến một vị trí bất kỳ. Nghĩa là chúng ta chỉ thực hiện thao tác click, click. Và các bạn sẽ thấy xuất hiện cái đường path màu xanh, đó chính là đường hiển thị trước cái vị trí tương lai của đường path mà chúng ta tạo ra. Thứ hai, để chúng ta tạo ra đường cong thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ pen. Click chuột tra ngoài advanced. Tuy nhiên là trong quá trình click chuột tiếp theo thì các bạn hãy giữ nguyên chuột và kéo các điểm neo đấy tùy theo ý các bạn muốn, sẽ xuất hiện cái thanh điều hướng hay gọi là thanh tiếp tuyến. Khi đó chúng ta đã tạo được các đường cong. Đây ạ. Khi muốn thêm điểm vào các đường path đó, hoặc là chúng ta chỉ việc để chuột vào tầng path, các bạn sẽ thấy con trỏ chuột chúng ta xuất hiện cái dấu cộng hay gọi là pen cộng. Chúng ta có thể thêm điểm vào bất kỳ vị trí nào trên cái đoạn đường path đấy. Hoặc là chúng ta có thể click vào công cụ Add Entry Point Tool. Phím tắt đó là dấu cộng để chúng ta thêm điểm. Còn nếu không, chúng ta chỉ việc sử dụng công cụ pen là đến bất kỳ một vị trí nào đấy là nó sẽ tự động chuyển đổi sang các công cụ tương ứng. Ví dụ bây giờ khi tôi click vào các cái điểm trên đường neo này thì lập tức là công cụ pen chuyển đổi thành pen trừ, và chúng ta có thể trừ bớt điểm. Và để chỉnh sửa điểm thì chúng ta sẽ click vào công cụ pen số 4, Entry Point Tool, phím tắt là Shift C, để chúng ta có thể chuyển đổi tiếp tuyến, điều chỉnh tiếp tuyến. Công cụ này có tác dụng nữa, đó là khi chẳng hạn chúng ta vẽ các đường thẳng. Các đường thẳng này không hề có tiếp tuyến, chỉ có các điểm neo và các đường path. Tuy nhiên bây giờ chúng ta muốn biến nó thành các đường cong thì chúng ta có thể sử dụng công cụ pen số 4, Shift C, click vào điểm neo và sau đó kéo giữ chuột, lập tức chúng ta sẽ chuyển đổi nó trở thành đường cong. Hoặc chúng ta click chuột vào điểm có đường cong hay gọi là điểm neo của đường cong đấy thì click một lần thôi thì lập tức là nó cũng sẽ chuyển đổi trở thành đường thẳng, nghĩa là chúng sẽ tắt tiếp tuyến đi. Đó là chức năng của công cụ pen số 4. Hoặc là trong quá trình vẽ thì chúng ta cũng có thể vừa click chuột, chẳng hạn bây giờ tôi tạo ra cái đường path như thế này. Trong quá trình chúng ta vẽ, nếu như muốn chỉnh sửa điểm neo, chúng ta cũng có thể giữ phím Alt để chuyển đổi thành công cụ điều chỉnh hướng của tiếp tuyến, để chúng ta thay đổi hướng của các tiếp tuyến của các điểm neo đã tạo hoặc là của điểm neo đang tạo. Và sau khi đấy chúng ta chỉ việc tiếp tục thao tác là công cụ pen lại tự động kết nối với đường path mà chúng ta đang làm việc. Và khi đến vị trí khởi đầu của đường path mà chúng ta đã tạo, lập tức công cụ pen sẽ chuyển đổi thành công cụ pen có dấu tròn ở bên cạnh, nghĩa là khép kín đường path.
hoặc khi chúng ta đang vẽ một đường path bất kỳ, sau đấy chúng ta lại cắt nó đi và chúng ta phải làm một việc khác chẳng hạn. Và sau đó chúng ta muốn quay trở lại vẽ tiếp tục cái đường path đã tạo ra, thì chúng ta phải chỉ việc chọn đường path, sau đó chọn công cụ pen và để đặt quả chuột vào cái điểm tiếp nối mà chúng ta đang muốn vẽ tiếp. Công cụ pen chúng ta sẽ xuất hiện dấu sổ chéo, lúc đấy chúng ta có thể click vào điểm neo đó và để tiếp tục kết nối và vẽ tiếp tục đường path đó. Khi muốn ngắt kết nối, chúng ta chỉ việc bấm nút Escape trên bàn phím của các bạn. Ưu điểm của Pen đó là rất linh hoạt chuyển đổi giữa các công cụ trong quá trình chúng ta thao tác, nên hiếm khi chúng ta phải chuyển đổi giữa các công cụ Pen này, mà chúng ta chỉ việc lựa chọn công cụ Pen Tool chính. Sau đó là trong quá trình chúng ta thao tác là chúng ta sẽ tự động chuyển đổi trở thành các công cụ tương ứng. Chẳng hạn đặt ở đây, chúng ta đã được thêm điểm. Hoặc là khi click vào đây, những điểm neo đã có, chúng ta sẽ trừ được điểm, nó sẽ lập tức trừ điểm. Muốn kết nối điểm đầu và cuối của đường path hở, chúng ta chỉ việc bấm nút Ctrl Z, lập tức nó sẽ tự động kết nối điểm đầu và điểm cuối của đường path để cho đường path này trở thành một đường path khép kín. Ví dụ như tôi sẽ vẽ một đường cong hở đây và tôi tap pen đi, chúng ta sẽ chỉ việc lựa chọn đối tượng và sau đó bấm Ctrl Z, lập tức nó sẽ tự động kết nối đối tượng để trở thành một đường path khép kín, một hình khép kín. Trong quá trình chúng ta đang vẽ, chúng ta muốn thay đổi hướng của thanh điều hướng ở trên đường path đó, chúng ta cũng có thể giữ vào phím Ctrl để chúng ta có thể thay đổi và chỉnh sửa hướng của thanh điều hướng đấy. Sau đó chúng ta lại tiếp tục thao tác những thao tác tiếp theo. Nghĩa là công cụ Pen bây giờ rất linh hoạt, chúng ta có thể sử dụng các phím tắt như Alt+Ctrl, Ctrl để nhanh chóng chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau để điều chỉnh đường path một cách tiện lợi. Và chúng ta lưu ý rằng đối với sử dụng công cụ pen này thì nên là thêm điểm neo ở những chỗ mà phải có sự thay đổi về hướng của đường, chứ không nên sử dụng đường path có quá nhiều điểm neo, nó sẽ trở nên vụn vặt. Càng hạn chế điểm neo khi tạo ra hình vẽ càng đơn giản càng tốt. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ sử dụng công cụ pen để vẽ lại một số mẫu logo. Trước khi vẽ thì tôi sẽ khóa những cái hình logo này lại để chúng ta có thể dễ dàng thao tác hơn. Trước hết là tôi sẽ chọn công cụ Pen Tool. Lần lượt trong quá trình vẽ, các bạn lưu ý rằng chúng ta có thể tắt màu của hình đi và thay vào đó chúng ta chỉ để màu nét thôi. Màu nét thì chúng ta có thể để màu sắc tùy thuộc vào cái đối tượng mà chúng ta đang muốn vẽ lại. Giả dụ như bên dưới hình, bên dưới của tôi đây là đang là cái logo Đà Nẵng và logo này rất nhiều màu, cho nên tôi sẽ để đường path màu đen để chúng ta có thể dễ nhìn hơn đến vị trí này. Hoặc thứ nhất đó là tôi có thể giữ phím Alt để tôi điều chỉnh hướng của thanh tiếp tuyến đó, sau đấy tôi tiếp tục vẽ ví dụ như thế này đó, chúng ta sẽ được một hình tương ứng với hình bên dưới, hình mẫu bên dưới. Và sau khi vẽ xong, chúng ta có thể chỉnh sửa cái đường tiếp tuyến bằng công cụ chuột trắng A. Hoặc là cách thứ hai, trong quá trình vẽ như này, nếu như gặp phải sự thay đổi mạnh về hướng của mẫu như này, thì tôi có thể tắt cái thanh tiếp tuyến đấy đi bằng cách là click chuột, click pen vào cái điểm neo tôi vừa tạo. Lập tức nó sẽ tắt bớt tiếp tuyến. Đây ạ. Tôi click pen vào điểm neo vừa tạo, lập tức nó sẽ tắt bớt tiếp tuyến bên kia đi. Và chúng ta có thể thay đổi về hướng một cách đơn giản, dễ dàng. Đây. Và lưu ý rằng chúng ta càng ít điểm neo càng tốt. Chỉ đặt điểm neo ở vị trí nào mà có sự thay đổi về hướng của hình. Đến vị trí này thì tôi thấy rằng là đường path chúng ta tạo ra nó sẽ không khớp so với đường path bên dưới, hình mẫu bên dưới. Vậy thì tôi sẽ giữ phím Alt để tôi thay đổi cái điểm tiếp tuyến của đường path này đi. Đó, cho nó ngắn hơn một chút để tôi có thể tạo ra được cái đường path nó tương ứng với cái mẫu bên dưới hơn. Đến vị trí này, chúng ta thấy rằng đường path chúng ta chưa được khớp rồi đối tượng bên dưới, thì chúng ta có thể sử dụng công cụ chuột trắng A để chúng ta chỉnh sửa cái điểm neo này. Lưu ý rằng khi chúng ta đã sử dụng công cụ Alt trong quá trình vẽ để thay đổi hướng của tiếp tuyến hoặc là giảm ngắn tiếp tuyến, thì lúc này tiếp tuyến hai bên nó trở nên đồng lập. Đó, như vậy thì chúng ta có thể click vào Shift C để chúng ta chỉnh sửa
sao cái đường tiếp tuyến này nó trở nên liền với nhau. Tiếp đó, tôi sẽ thực hiện nốt các phần còn lại của mẫu logo. Khi cần thiết là chúng ta có thể zoom to cái mẫu logo này lên để chúng ta điều chỉnh. Dù tôi đặt điểm chưa chuẩn xác lắm thì tôi có thể sử dụng phím tăng chôn, giữ phím tăng chôn để tôi sẽ thay đổi vị trí của điểm neo cho nó chuẩn hơn. Và sau đó tiếp tục tôi sẽ vẽ tiếp. Tôi sẽ vẽ hết các hình đường bao bên ngoài của đối tượng trước. Sau đó tôi mới cắt các mảng mồm để sao cho nó giống với hình mẫu logo bên dưới. Đó. Bây giờ tiếp theo tôi sẽ sử dụng công cụ pen để tôi vẽ các đường path tương ứng với cái phần hình cắt bên dưới này. Đó, như thế này. Sau đấy tôi sẽ sử dụng lệnh object path Define object below để tôi cắt cái mảng này. Các bạn sẽ thấy rằng hình của chúng ta lập tức được tách ra thành hai phần tương ứng với hình mẫu bên dưới. Tương tự như vậy, tôi sẽ cắt nốt các mảng màu của các hình còn lại. Lưu ý khi vẽ đường path để cắt hình bằng lệnh Divide Object Below thì chúng ta hãy nhớ vẽ các đường path dài hơn so với hình một chút để tránh trường hợp là chúng ta cắt nó không được đứt hình, nghĩa là hình nó sẽ vẫn bị dính, thì như vậy chúng ta sẽ không thể đổi được màu cho đối tượng hoặc là chúng ta sẽ không thể tách mảng đối tượng được. Như vậy là chúng ta đã cắt xong hình. Bây giờ tôi chỉ việc lựa chọn các đối tượng và tôi sử dụng công cụ sao chép eyedropper, click vào mẫu màu bên dưới để chúng ta sao chép thuộc tính của đối tượng. Nghĩa là chúng ta sẽ sao chép lại mẫu màu gốc của đối tượng gốc. Như vậy là chúng ta sử dụng công cụ pen để đổ lại mẫu logo có sẵn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài sau. Xin cảm ơn.